Xin chào anh em nhé. Hôm nay kho bên em lại tiếp tục giới thiệu cho anh em con máy phát điện hàn nhá. Đây là con máy phát điện hàn này. Đấy. Hai đầu để cắm dây hàn này. Đây máy ra cho một ra điện áp là 160A này. 220V này và máy có công suất là 1000W tức là 1kW nhé. Đấy. Con máy này thì nó chuyên phát để hàn. Đấy. À, nên là đây là hai rắc bình thường thì các bác phải dùng máy hàn, nhưng mà cái máy này thì nó sẽ phát điện và mình chỉ việc cắm dây hàn vào thì là mình sẽ hàn được luôn nhé, nên là rất là tiện cho các bác nhé. Thì em nói qua là máy này có thể hàn được 2.4 đến 3.2 nhé. Đấy, máy chạy nhiên liệu xăng này, máy có bình xăng là 3.6 lít và dung tích của nhớt đây là 0.8 lít nhé. Đây, máy được trang bị một động cơ này. Động cơ này có công suất là 7.0 HP nhé. Bình thường thì anh em đi làm thì thường thường phải mang những cái máy hàn như này, máy hàn điện tử này. Thì bây giờ anh em có thể chỉ cần mang máy này và dây hàn này thôi. Những khu nào mà anh em mà không có điện thì dùng những cái máy này rất là tiện nhé. Hiện tại con này trên thị trường thì đang có giá khoảng 7,5 triệu nhé. Bên em bán con này là 7,5 triệu này, bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Máy có trọng lượng 23 kg, nên là cũng rất là nhỏ nhẹ thôi. Anh em cũng mang đi công trình công trường, máy này thì rất là tiện nhé. Đấy, bên trong máy này khóa xăng nè, gió này, máy này là giật nổ nhá, máy này là giật nổ chứ không phải là đề nổ. Anh em nào mà có nhu cầu về cái máy phát điện hàn này thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi dưới màn hình nhá. Giá con này là 7.500.000, bao ship toàn quốc cho anh em. Đây, công tắc mở on off đây, nó ra điện 230V này. Bởi vì thực ra là những dòng máy hàn thì nó rất là ngốn điện nhé. Nên là nếu mà anh em dùng điện lưới bình thường thì hàn nó sẽ không được đẹp. Đây em sẽ cái này nhỏ ra này. Chỉ việc cắm vào đây thôi. Đấy, anh em cắm vào đây là hàn thôi. Có một dây hàn và một dây mát này. Đấy. Thay vì mang máy hàn đi vào vùng những khu vực mà không có điện thì anh em dùng máy này. Đấy. Máy này thì bên em bán thì nó chỉ có máy không thôi nhé. Còn dây hàn thì về là các bác ra ngoài các bác mua nhé. Bởi vì bọn em bán hàng nguyên đai nguyên kiện này. Đấy. Thì tốt nhất là các bác mua những cái dây nó dài dài để mình dùng cho nó thoải mái. Chứ đây là những cái máy hàn điện tử này thì dây nó không được dài. Rồi, bác nào mà có nhu cầu về cái máy phát điện hàn này thì cứ liên lạc theo số điện thoại của em là 0904181359 nhé. Bác nào cần thêm thông tin thì cứ nhắn tin vào Zalo cho em là số 0904181359. Rồi. Em sẽ kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.